Chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách xin giấy phép kinh doanh. Thì trong bài này thì tôi sẽ gửi tài liệu cho các bạn, thì các bạn tham khảo. Thì trong này tôi có hướng dẫn đầy đủ là về quy trình xin giấy phép kinh doanh của hộ kinh doanh, gia đình, cách thành lập công ty và doanh nghiệp như thế nào. Rồi hẹn gặp lại các bạn vào bài học tiếp theo.